Thưa quý vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền vừa làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ các xã An Ngãi, An Dứt, Tam Phước và Phước Tỉnh về tình hình thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kỳ quyết của Ban chấp hành Đảng bộ các địa phương năm 2023. Theo báo cáo của Đảng ủy các địa phương, nhờ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được giữ vững, Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được các địa phương quan tâm chỉ đạo. Làm việc với đảng ủy ba địa phương An Ngãi, An Nhất và Tam Phước, Ban Thường vụ huyện ủy Long Điền chỉ rõ những chỉ tiêu mà các địa phương còn đạt thấp như kết nạp đảng, doanh thu thương mại dịch vụ, doanh thu tiểu thủ công nghiệp giảm, thu ngân sách thấp. Từ đó định hướng các biện pháp giúp các địa phương hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023 ban thường vụ huyện ủy long điền cũng yêu cầu ba địa phương vận động người dân thực hiện công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất triển khai biện pháp tăng thu qua đó hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương Làm việc với đảng ủy xã Phước Tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Long Điền yêu cầu từ nay đến cuối năm 2023, địa phương tập trung cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt thủy hải sản, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trong khu dân cư.